Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022 từ Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói chuyện chính trị trong tòa án tối cao của nước Mỹ. Và để hiểu được vấn đề chính trị trong tòa án tối cao của nước Mỹ, chúng ta nhìn lại chính thành viên trong tòa án tối cao của nước Mỹ như thế nào nha. Điều đầu tiên là chánh thẩm phán John Roberts. Ông John Roberts thì ông sinh năm 1955, năm nay ông đã 67 tuổi. Ông được Tổng thống George W. Bush, là tức là Bush con thứ 43 đó thưa quý vị, đề cử, và ông được vào chức thẩm phán, chánh thẩm phán vào ngày 29 tháng 9 năm 2005. Như vậy là ông đã giữ chức này là 17 năm trời. Thưa quý vị, ông trước đó là thẩm phán của tòa án phúc thẩm ở tại khu vực Washington DC. Khu vực đó thưa quý vị họ gọi là khu vực Second Circuit, nơi mà hầu hết các vị thẩm phán tối cao của nước Mỹ đều xuất thân. Nên ông cũng đã được chọn từ tòa án phúc thẩm số 2 ở tại khu vực Washington DC. Đó là người thứ nhất, đó là Đảng Cộng Hòa. Nhưng ông chánh thẩm phán John Roberts thì sau này ông không còn theo cái quan điểm của Đảng Cộng Hòa một cách thuần túy. Ông là người Đảng Cộng Hòa gọi là chân trong chân ngoài. Ông đi hai hàng. Lúc thì ông bỏ phiếu theo quan điểm của Đảng Dân Chủ, lúc thì ông bỏ phiếu theo Đảng Cộng Hòa. Và người ta nói ông là swing vote. Trong vấn đề điều hành những tư tưởng về vấn đề luật pháp, tài chánh, ngân hàng hay gì đó thì cái quan điểm của ông là quan điểm bảo thủ. Nhưng khi nói đến quan điểm về xã hội như là phá thai, như là đồng tính luyến ái thì ông lại là người cấp tiến. Nên là phải nói rằng là ông là một lá phiếu rất quan trọng và rất khó hiểu, không biết khi nào ông bỏ về phe nào. Nhưng người ta cũng đã dự trù những vấn đề của xã hội và luân lý thì ông bỏ phiếu về cấp tiến. Những vấn đề về kinh tế, về vấn đề đối ngoại của nước Mỹ, vân vân, như là vấn đề trường hợp các kinh doanh dầu hỏa hay gì đó thì ông bỏ về phía bảo thủ. Người thứ hai là một ông người da màu. Ông là thẩm phán Clarence Thomas. Ông này thưa quý vị lại là rất bảo thủ. Ông là bây giờ là coi như là người bảo thủ hàng đầu của tố cáo pháp viện. Ông được đề cử bởi Tổng thống Bush bố vào ngày 23 tháng 10 năm 1991. Thì ông là một người trước đó như tôi nói là cũng cái khu vực Washington DC hoặc là District of Columbia Circuit thì ông đã từng là thẩm phán nơi đó và ông được Tổng thống Bush bố, tức là ông Bush thứ 41 đề cử và ông được chuẩn nhận vào năm 1991, năm nay là đã 31 năm ở tại tòa án tối cao. Ông có lập gia đình với một người phụ nữ da trắng vào năm 1987, đó là bà Virginia. Bà này là một luật sư bảo thủ, cho nên ông cũng bảo thủ, bà cũng bảo thủ.
Trong những ngày qua ở nước Mỹ dấy lên những cái tin nhắn giữa bà Virginia với ông Mark Meadows, trước kia là dân cử của khu vực Carolina. Nhưng rồi sau đó ông về làm chánh văn phòng cho cựu tổng thống Donald Trump. Và trong cái lúc mà có cuộc xảy ra ở tại đồi Capitol, thì ông Mark Meadows và bà Virginia Thomas là phu nhân của ông Clarence Thomas có nhắn qua nhắn lại, thì mấy ngày nay báo chí của nước Mỹ làm ầm lên vụ đó. Nhưng mà vụ đó không phải là mục đích tôi nói chuyện ngày hôm nay. Người thứ hai đó là ông Clarence Thomas. Người thứ ba là ông Stephen G. Breyer. Ông này là câu chuyện nóng hổi nhất của tòa án tối cao của nước Mỹ trong vài tuần qua, vì ông quyết định về hưu. Ông là của đảng Dân Chủ đề cử. Ông được đề cử vào năm 1994 bởi cựu tổng thống Bill Clinton, đảng Dân Chủ. Và ông đã được chuẩn nhận vào ngày 3 tháng 8 năm 1994. Thưa quý vị, năm nay ông đã được 83 tuổi. Ông sinh năm 1938, thật ra là tuổi Việt Nam rất là lớn, là 85 tuổi. Tuổi Mỹ, ông chưa tới ngày sanh. Vào ngày 15 tháng 8 thì ông được 84 tuổi. Nên ông quyết định về hưu trong năm nay. Ông quyết định về hưu thì bây giờ là nước Mỹ ồn ào lên là chọn một người kế vị ông, thay thế cho ông. Thì hiện giờ một người phụ nữ da màu là bà Ketanji Brown. Bà này mới có gần 52 tuổi, tức là bà sinh năm 1970. Đối với người Mỹ tới tuổi ngày sanh thì mới là 9 tuổi được, cho nên họ vẫn gọi bà là 51 tuổi. Bà sinh ngày 14 tháng 9, tới ngày 14 tháng 9 này bà mới được 52 tuổi. Nếu mà như vậy đó thì là một sự kèn cửa ở trong tối cao pháp viện giữa một người phụ nữ da trắng mới được bầu năm ngoái là bà Amy Coney Barrett, và bây giờ thêm một người phụ nữ da màu đầu tiên nếu được chuẩn nhận, mà cứ thường bà sẽ được chuẩn nhận. Tôi sẽ bàn đến vấn đề này sau. Cứ thường bà được sự chuẩn nhận thì bà sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên ở tại tối cao pháp viện. Đó là người thứ ba mà tôi đã nói hồi nãy, đó là ông Stephen G. Breyer. Thì ông năm nay ông về hưu thì người ta phải chọn một người khác để thay thế. Nhưng mà ông Stephen G. Breyer, thưa quý vị, là một người cấp tiến, coi như rất cấp tiến. Mà bây giờ ông tư nhiệm thì phải có một người cũng rất cấp tiến mới được. Người thứ tư là bà Sonia Sotomayor. Bà này năm nay là 68 tuổi. Bà đã được đề cử bởi Tổng thống Barack Obama vào tháng 8 năm 2009. Và cũng như thường lệ, bà này cũng đã được là thẩm phán của tòa số 2, tức là tòa Washington DC đó thưa quý vị, ở tại District of Columbia. Từ năm 1998 đến năm 2009 thì được đề cử lên làm thẩm phán của tòa án tối cao. Quý vị thấy là hầu hết vị nào cũng được đề cử tòa từ tòa số 2 của nước Mỹ. Tòa số 2 tức là tòa phúc thẩm thứ 2 thưa quý vị. Đó là bà thứ ba, tức là bà người thứ tư, đó là bà Sonia Sotomayor. Và quý vị thấy người đề cử là đảng Dân Chủ, là Tổng thống Barack Obama, thì có nghĩa rằng bà là thành viên cấp tiến. Và bà bỏ phiếu, và bà là một trong những người kỳ vừa qua lên án vấn đề mà các thẩm phán bảo thủ ủng hộ cho đạo luật của Texas gắt cao trong vấn đề phá thai, mà chỉ cho phép có những cái thủ tục là chỉ được là phải
thai nhi chỉ được dưới 6 tuần mới được phá thai thôi. Thì bà lên án cái chuyện này gắt gao lắm. Bà là một người cực kỳ cấp tiến và cực kỳ phản đối các đạo luật của Texas và Mississippi vừa qua. Rồi người thứ năm là bà Elena Kagan. Bà này năm nay là 62 tuổi. Bà đã được đề cử bởi Tổng thống Barack Obama và đã được chuẩn nhận vào ngày 7 tháng 8 năm 2010. Thì thưa quý vị, ai cũng thấy rằng là như thế, là đây là một thành viên của những cái gì khuynh hướng cấp tiến. Bà là người rất cấp tiến. Bà cũng cùng với bà Sotomayor là phản đối hai đạo luật về vấn đề hạn chế phá thai của Texas và Mississippi rất lớn. Người thứ bảy là ông thẩm phán Neil M. Gorsuch. Ông này thì năm nay đã được 55 tuổi. Ông sinh năm 1967. Ông được đề cử bởi nguyên tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump được đề cử 3 người, dính được cả 3 người. Đây là một huyền thoại của nguyên tổng thống Donald Trump. Ông này được chuẩn nhận vào năm 2017, khi mà Tổng thống Donald Trump lên làm Tổng thống, chưa mới được mấy tháng đề cử thì ông được. Và trước đây thưa quý vị, ông là giảng sư ở tại Đại học University of Colorado Law School. Rồi người thứ 8 là ông Brett M. Kavanaugh. Thưa quý vị, cuộc gọi là đề cử với ông Brett M. Kavanaugh phải nói là rất là gây cấn. Nhất là những cái lời tố cáo ông đã có liên hệ tình dục với người này người nọ, vân vân, và luôn cả với một giảng sư sau này, đó là bà Ford. Nhưng câu chuyện đó là câu chuyện của quá khứ, phải nói rằng là hào hứng trong thời kỳ đó. Thời kỳ mà nghe cái cuộc tranh luận để mà chuẩn nhận ông. Nhưng rồi cuối cùng vào ngày 6 tháng 10 năm 2018, ông đã được chuẩn nhận. Và cũng như thường lệ thì trước đó thì ông cũng là một thẩm phán ở tại tòa án số 2, tức là tòa án ở tại khu vực Washington DC thưa quý vị. Người thứ 9 là nữ thẩm phán Amy Coney Barrett. Thưa với quý vị, người này là người mà có tương lai khi mà nguyên tổng thống Donald Trump đề cử, vì bà rất trẻ. Bà vẫn là người trẻ nhất trong tòa án tối cao pháp viện của Mỹ. Bà sinh năm 1972, năm nay bà được 50 tuổi. Bà đã được đề cử vào năm 2020 và được chuẩn nhận vào tháng 10 năm 2020, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử gây cấn mà chúng ta đã được biết. Thế bây giờ đó, năm nay đó, một người đang được đề cử, đó là bà Ketanji Brown. Thưa quý vị, bà Ketanji Brown Jackson, Ketanji Brown Jackson, họ của bà là tên họ Jackson. Bà sinh vào ngày 14 tháng 9 năm 1970. Nếu mà bà được chuẩn nhận á, thì bà là người phụ nữ da màu đầu tiên ở trong tối cao pháp viện, và là người trẻ thứ hai. Người trẻ thứ nhất là nữ thẩm phán Amy Coney Barrett. Nên bà sẽ là cái người thứ hai. Bà hiện giờ là thẩm phán cái tòa án số 2 ở tại Washington DC, tòa án phúc thẩm đó thưa quý vị. Bà mới được đề cử vào tòa án phúc thẩm của Washington DC vào tháng 10 năm 2021 bởi Tổng thống Joseph Biden. Và kỳ này khi mà ông thẩm phán Stephen Breyer về hưu thì Tổng thống Joseph Biden đề cử bà. Và trong những ngày qua phải nói rằng là đã có những cuộc tranh luận và những cuộc điều trần ở tại Thượng viện của nước Mỹ.
nhưng mà bà có được vào cái kỳ này hay không? Thưa quý vị, tại Thượng viện của nước Mỹ hiện nay có 50 ghế là của đảng Dân Chủ và 50 ghế là của đảng Cộng Hòa. Nếu mà bỏ phiếu cho bà đó thì 50 ghế đó thì nó không có được. Thì vì 50-50, nhưng mà Phó Tổng thống Kamala Harris vào bỏ phiếu thì cái số phiếu, lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ làm lệch cán cân và bà sẽ được chuẩn nhận. Nhưng người ta vẫn coi những cái lá phiếu mà gọi là chao đảo. Lá phiếu chao đảo là của bên phía đảng Cộng Hòa, là của bà nữ thượng nghị sĩ Susan Collins ở tại Maine. Bà này sống ở khu vực đó là khu vực đa số theo đảng Dân Chủ. Trong quá khứ bà đã từng bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ. Có những cái khía cạnh như vậy. Nên nếu mà bà Susan Collins mà bỏ phiếu cho bà Ketanji Brown Jackson thì là thành 51-49, khỏi cần có Phó Tổng thống Kamala Harris vào. Nhưng mà trong kỳ này người ta vẫn dự trù là bà Susan Collins không bỏ phiếu cho bà Ketanji Brown Jackson. Vì những nguyên do đó là dầu muốn hay không muốn, đây không phải là cuộc tranh cử của bà trong cái kỳ này, kỳ năm 2022. Nên bà không dạy gì là mất lòng các đảng viên Cộng Hòa của bà. Đó là như vậy. Còn bên phía đảng Dân Chủ thì là có ông Joe Manchin ở tại tiểu bang West Virginia, là một tiểu bang màu đỏ, hoàn toàn là đảng Cộng Hòa. Nhưng ông có cái chiến thuật là chiến thuật đu dây và hay kiếm chuyện với đảng Dân Chủ, nên những người ở nơi đó lại bỏ phiếu cho ông, thì ông lại là giàu rằng là một đảng viên Dân Chủ, ông vẫn đắc cử ở tại một tiểu bang màu đỏ, đỏ chóe. Nhất là tiểu bang này nổi tiếng về các mỏ than, và chính ông là người trong quá khứ luôn luôn là thạc, tức là giữ lại cái dự luật về vấn đề tiền nông á, infrastructure, những cái hạ tầng cơ sở là mấy tỷ Mỹ kim, mấy ngàn tỷ Mỹ kim do Tổng thống Joseph Biden đề cử đó, đề nghị đó, thì ông giữ lại làm cho các cái cuộc bỏ phiếu của tại Thượng viện nó không có xong. Chính ông là người mà đảng Dân Chủ cho rằng là cản bước của đảng Dân Chủ. Ông là thành viên của đảng Dân Chủ mà đảng Dân Chủ thì lại coi ông là nội thù, vì ông hay bỏ phiếu theo cái phiếu của đảng Cộng Hòa. Vì ông ở trong một tiểu bang Cộng Hòa mà, thì người ta xem xét ông Joe Manchin có bỏ phiếu cho bà Ketanji Brown Jackson hay không. Thì thưa với quý vị, kỳ này cũng không phải là ngày bầu cử ở tại West Virginia cho cái ghế thượng nghị sĩ của ông. Nên tôi giữ đồ trù, ông sẽ bỏ phiếu cho bà Ketanji Brown Jackson. Chỉ vì ông còn 4 năm nữa mới tranh cử, nên ông không có lo. Ông không lo thì ông không muốn làm mất lòng các đảng viên đảng Dân Chủ, thì ông sẽ bỏ phiếu cho bà Ketanji Brown Jackson. Như thế đó là những lá phiếu chao đảo của đảng Cộng Hòa cũng dự trù sẽ không chao đảo, sẽ vẫn giữ như bà Susan Collins ở tại Maine, vẫn là chống bà Ketanji Brown Jackson. Còn phiếu của ông Joe Manchin Jr. ở tại West Virginia sẽ vẫn bỏ phiếu ủng hộ cho bà Ketanji Brown Jackson. Và như vậy, theo dự trù của tôi, nay mai thôi là số phiếu ở tại Thượng viện 50-50 theo đảng. Đảng nào bỏ theo đảng đó. Và cuối cùng, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ vào bỏ phiếu cho bà Ketanji Brown Jackson, thì bà sẽ trở thành thẩm phán da màu đầu tiên của nước Mỹ. Và bà Ketanji Brown Jackson là một người cấp tiến theo khuynh hướng giống như
là ông Stephen Breyer Jr. Thưa quý vị, đây là câu chuyện chính trị của Mỹ ở trong tòa án tối cao của Mỹ. Tôi xin gửi đến quý khán thính giả thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.